hòa thượng hướng về cư sĩ xin ông hãy nói cho đại chúng nghe về chuyện ma đã truyền tâm pháp cho ông ra sao cư sĩ kính bạch hòa thượng và các vị pháp sư cùng các vị thiện tri thức con xin kể lại một sự việc mà con đã trải qua với một nhóm ngoại đạo, những gì con đã chứng kiến mà không hiểu nổi, có thể những gì con cảm nhận hoàn toàn không giống những trạng thái do thiên ma gây ra, như đức Phật đã giảng trong kinh, thiên ma có khả năng thiên biến vạn hóa. Những gì con thấy được chỉ là một trong muôn hình vạn trạng mà thôi, nên khi con chia sẻ kinh nghiệm này, xin quý vị nhớ cho rằng đây không phải là toàn bộ cảnh giới nhất định. Thiên ma hiển bày qua rất nhiều phương tiện, nó có thể cần hoặc không cần một xác đồng vẫn có thể biểu hiện được. Nếu quý vị tu tập với tà tâm trong một pháp môn ngoại đạo, thiên ma liền đến với quý vị qua thân tướng của một con người ngay, không cần xác đồng nào cả đoạn kinh này nói trong pháp hội bỗng dưng hành giả như có được viên ngọc to lớn do trong kinh nói trong pháp hội nên con nghĩ rằng ở đó có ba thành phần xác đồng người nghe pháp thính chúng và người giảng pháp hòa thượng đã dịch chữ người ấy là nói đến người bị ma ám đó là một cách dịch tuy nhiên theo sự hiểu biết của con và qua những sự hiểu biết khác mà con được đọc thì con nghĩ chữ người ấy liên quan đến những ai chưa bị ma gá vào tại sao vậy vì Đức Phật giảng trong kinh thủ lăng nghiêm để cảnh giác những người chưa bị ma gá, nhưng tâm họ đã bị tà lệch chút xíu rồi. Nếu những người ấy không thận trọng thức tỉnh, sẽ bị ma gá vào ngay. Đức Phật muốn giúp họ cảnh giác khi sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm chấm dứt. Quý vị càng nên đặc biệt lưu tâm, vì quý vị sẽ trải qua vô số cảnh giới như thế này, và quý vị cần phải biết cách đối phó với nó.